chúng ta sẽ ổn định chỗ ngồi nha quý vị, và cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ hân hạnh kính mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái, xin mời. Mời bạn trai ngồi ở ghế màu xanh sẽ chia sẻ trước. Em tên là gì? Em tên là Thành Luân. Em hiện tại năm nay em 31 tuổi. Em là người Bình Định. Em hiện tại làm việc và sinh sống ở quận 9. Cụ thể công việc mình là như thế nào nè? Dạ, em hiện tại là em làm công việc về kỹ thuật trong cái nhà máy. Thì em sẽ cải tiến tự động hóa chị. Hồi trước đó em có làm công việc về thiết kế. Cho Tường biết điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, siêng năng, hay giúp đỡ mọi người, đặc biệt là mấy bạn nữ. Bạn nữ là ai, là bạn bè mình ngoài cuộc sống hay là đồng nghiệp trong công ty hay là như thế nào? Thường thường ví dụ như là trong cái chỗ em ở đi. Chỗ em ở thì có mấy bạn nữ là dắt xe hơi khó chị, hơi chặt. Em thấy mấy bạn dắt khó là em sẵn sàng giúp. Hay là giúp là mình kiểu mình muốn giúp. Bởi vì em cũng có em gái nên em rất là thương mấy bạn nữ. Dạ lăng ha. Vậy là giúp nữ thôi, còn nam là không giúp. Nam thì nếu yếu thì em dắt. Còn nếu mà mạnh thì thôi chứ. Thấy sao là nam mạnh, thấy sao là nam yếu nè? Bạn nam yếu thì ba dấu chấm anh. Nói là hơi khó. Đây ta nói yếu là yếu về thể lực. Điểm yếu mà đầu tiên của em á là mà nặng nề nhất á là em hay quên chị. Có một lần là cái thẻ ATM của em á bắt quật và em cũng quên luôn mà. Mình hay cầu toàn quá. Nhiều lúc nó làm mình gọi là mình cố chấp quá chị, không tốt lắm. Nói chung là trên cuộc đời này không có cái gì gọi là hoàn hảo tuyệt mỹ 10 trên 10 đâu. Rồi, mời bên kia. Dạ, bây giờ chần chờ gì nữa, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi giới thiệu về mình đi nè. Dạ, chào mọi người, em tên là Hồng Nhật, em sinh năm 1992 ạ. Hiện tại là đang là thư ký công trình ở Bình Dương ạ. Dạ, hiện tại em đang ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Em quê gốc là Quảng Trị, sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng và hiện tại đang làm ở Bình Dương. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu là gì nè? Dạ, điểm mạnh là em thích nấu ăn, thích làm bánh, làm kẹo, thích ca hát. Và hôm nay em cũng có một số phần bánh kẹo gửi tặng cho mọi người và tặng cho bạn trai. Có quà luôn hả? Từ từ, tí nữa đi nha, khi mà mở gửi trái tim ra mình sẽ tặng quà. Dạ. Em thấy có cái gì mà mới thì em có thể làm. Cũng nghiên cứu gì TikTok hả? Dạ có. Vậy thì mình còn chần chờ gì nữa? Tường ơi, ở đây mình có một ca sĩ nè. Nghe vỗ tay là biết rồi. Ngày mai lại một cơ hội và ta hãy ngần chi, hãy cứ tan vào những êm đêm tối nay, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai, chút tên bền chắc đâu cần đúng sai. Hay quá trời luôn. Hay quá, nghe giọng hát hay mà chị phải lú ra để coi lú mặt ra để luôn xem ha. Cái gì quá đó cô bé là cá tính ha. Khoảng thời gian làm bánh của em thường thường là em làm buổi sáng hay là cái giấc nào rảnh rỗi hay là khi nào em hứng lên em mới đi làm? Bình thường ban ngày em đi làm, còn buổi tối về em hay đến thường làm bánh buổi tối. Buổi tối hả? Lúc hứng lên 11 giờ dậy trộn bột làm bánh tới 1-2 giờ. Trời đất ơi, rồi làm bánh giờ đó ai ăn? Dạ, em thích làm bánh cho mọi người vậy đó, cái sáng mai lại đem lên công ty cho mọi người ăn. Mọi người ăn là em thấy vui lâu lâu ngẫu hứng thôi chứ không phải là lúc nào cũng là 11 giờ đêm mới làm bánh. Dạ. Còn điểm yếu anh là gì nè? Để em cố nghĩ. Chà, có người hoàn mỹ. Em hay giờ giấc không có ổn định. Ví dụ như là buổi ban ngày em đi làm về, cái buổi tối lâu lâu mà mình được nghỉ, cái mình sẽ nằm, mình lướt TikTok, mình đọc truyện, cái nằm ngủ tới 1-2 giờ, cái dậy tắt đèn ngủ tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng toàn thể khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Dung, quê em ở Ninh Bình. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Mạnh của em là vui vẻ, dễ tính, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là em hơi thẳng tính. Có chút nóng tính hay chị. Như cụ thể công việc em là em làm gì, em nói chị nghe coi. Dạ, làm bên phần cơ giới chị, cho thuê máy móc, thiết bị máy móc kiểu vậy. Xe cuốc ấy chị, người ta cần thì người ta thuê đến em. Là cái mấy cái xe mà móc dạ, móc dạ. Móc cuốc cẩu này hả? Dạ, dạ dạ. Nhưng mà em có lái đi làm luôn không hay là em chỉ cho thuê xe thôi? Dạ em đi làm luôn. Đi làm luôn, hèn chi đi làm công trình da cũng trắng dễ sợ ha. Mình có mấy chiếc xe? Dạ em có hai cái chị. Hai cái là em chạy một cái, em mướn người chạy một cái. Dạ vâng. Rồi mình đi làm xuyên suốt vậy rồi có thời gian để mà nào dành cho bạn gái?
Dạ, nếu có bạn gái thì chắc chắn là em sẽ sắp xếp được thời gian. Sắp xếp được ha. Dạ và nếu vậy thì hiện tại giây phút những lúc mà rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Những lúc rảnh rỗi thì em thường lướt Facebook và xem TikTok thì chị. Trời ơi, sao giống cái cô ngồi ghế xanh bên kia vậy? Có khi nào hai người có lướt qua nhau không? Em có trang TikTok riêng không? Dạ, em follow không nhau. À, cũng dạ, âm thầm lướt thôi phải không? Âm thầm coi thôi phải không? Dạ. Rồi, đó là thông tin của chàng trai ngồi ở ghế đỏ. Bây giờ, trời ơi, bé dễ thương quá. Em giới thiệu về mình đi này, cô gái ngồi ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chương trình, xin chào hai chị MC và tất cả mọi người. Hai chị MC. Hai chị MC. Hai chị MC. À, hai anh chị MC có mặt ở trường quay ạ. Tên gì ạ? Em tên là Kim Hoàng Mỹ Ngọc. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với ba mẹ em cũng ở đây luôn. Công việc hiện tại của em là giáo viên ngoại ngữ. Em dạy tiếng Anh ạ. Sáng thì em dạy ở các trường mầm non. Chiều thì em dạy ở một cái trung tâm ở Tân Phú. Và thời gian rảnh thì em sẽ có cái lớp online cho anh văn giao tiếp cho người lớn ạ. Chà, lịch cũng kín dữ ha. Dạ. Ổn quá chừng. Dạ, tính chất công việc như vậy cho nên là không có thời gian ra ngoài để gặp gỡ và tìm bạn mới à. Cho nên cũng hơi ế, hơi lâu. Hơi lâu. Điểm mạnh điểm yếu mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em nghĩ giống đa số các bạn nữ khác là có thể nấu ăn. Còn một cái điểm mạnh khác em nghĩ là hơi đặc biệt đấy là em có thể thuộc nhiều bài hát tiếng Anh cho thiếu nhi ạ. Nữa, lại một ca sĩ nữa, lại bộc lộ. Rồi, một ca khúc thiếu nhi. Dạ, em hát một đoạn mở đầu trong bài Do You Wanna Build a Snowman trong phim hoạt hình Frozen ạ. Dạ. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be bad buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Okay, bye. Dễ thương. Có mấy chị em là? Dạ, em con một ạ. Trời ơi, cưng dữ luôn ha. Quá giờ thế mạnh, giờ điểm yếu mình nè. Dạ, điểm yếu đầu tiên là em hay quên. Em hay quên mấy cái lặt vặt. Ví dụ như em mà cất cái đó đi đâu là em quên luôn, thời gian sau là em không nhớ là em có nó luôn. Những cái cần thiết em giỏi thì em không giỏi, không biết làm. Còn những cái mà không cần đến em thì em làm nó rất là giỏi. Cắm hoa hay là thêu thùa may vá, những cái việc đó là em biết làm. Cưa cây, cưa ống hay là sử điện gì đó thì em làm nó hơi bị giỏi. Trời gì ghê ta. Bây giờ vô tình trường nha. Rồi quay lại với chàng trai ngồi ghế xanh nè. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình là gì? Nam hơn. Hồi trước là làm cùng công ty với em. Sau này bạn đó chuyển công tác đi là làm việc ở Đà Nẵng. Em tình cảm tụi em vẫn ban đầu thì vẫn bình thường. Một khoảng thời gian sau thì xa nhau thì cảm giác rất hay. Chứ không có... Hiện tại em cũng chưa có người mới. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái kiểu... người phụ nữ của gia đình. Cụ thể sao rồi, ví dụ ngoại hình là có những cái yêu cầu tiêu chí như thế nào? Về chiều cao thì em chỉ yêu cầu bạn nữ là từ mét rưỡi trở lên thôi. Còn cân nặng thì em không có tiêu chuẩn về cân nặng, nhưng mà bạn đừng có mập. Ở đây thon gọn dễ thương lắm. Rồi, yeah. Điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Điều em không thích nhất ở phụ nữ là hay hỏi những cái câu hỏi mà khó trả lời. Ví dụ những câu gì gọi là khó trả lời? Hỏi câu hỏi là giữa khi mà em và mẹ anh rớt xuống sông thì anh cứu ai? Rồi em không trả lời. Bởi vì nó thật là đối với em á, người em yêu và mẹ của em á, đó là hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời em. Thì em sẽ cố gắng không bao giờ để trường hợp đó xảy ra. Thì em trả lời vậy. Chứ có gì đâu khó trả lời. Chị thấy trên cuộc đời này không có câu hỏi nào khó trả lời hết trơn. Em không thích những câu hỏi như thế. Đó là tại vì không phải là em khó trả lời, mà em không thích những người phụ nữ hỏi những câu hỏi đó. Bởi vì đó là những câu hỏi kém tế nhị. Bắt mình phải lựa chọn. Chứ còn không có cái gì là mình không trả lời được hết nha. Bớt hỏi những vậy câu. Đừng hỏi những câu mà áp lực quá. Dạ, ví dụ như hỏi lương anh làm tháng nhiêu thì được không? Cái đó gọi là được hay là cũng thiếu tế nhị? Câu đấy được vậy. Ví dụ như hai đứa mình lấy nhau thì anh có đưa tiền em giữ không? Thì câu đó là được hay là không được? Câu đấy quá được luôn chị. Đối với em là em muốn là phụ nữ là nên nắm tài chính. Chàng trai đó thật thà lắm. Chị tình yêu của em như thế nào nè Hồng Nhật? Dạ, em thì trải qua một mối tình. Một mối tình? Dạ, năm 2015 em quen 2 năm. Em cảm thấy bạn đó không có chí cầu tiến. Vậy thì mẫu người đàn ông là như thế nào? Nếu mà không cầu tiến nữa, dạ, lại lâm giống như là mối tình đầu nữa đúng không? Nhưng mà cầu tiến thì xếp thứ 3 thôi. Tiên là phải hiếu thảo. Em nghĩ một người hiếu thảo thì người đó sẽ có đạo đức. Dạ. Cái thứ 2 nữa là mình phải biết quan tâm mọi người. Biết quan tâm mọi người. Cái thứ 3 mới là cầu tiến. Còn nếu như được bonus thêm thì có thể bonus thêm là có cơm thêm nữa. Hài hước nữa thì sẽ ok. Nữa. Dạ.
Còn ngoại hình thế nào à? Dạ ngoại hình thì em cũng không có ngoại hình ưa nhìn chút là được rồi. Cũng phải để ý chăm sóc bản thân một chút chứ đừng có để mình phải bị béo quá. Em có hay hỏi mấy câu hỏi khó không? Dạ không. Dạ. Uh-huh. Em thì em thích kiểu như là mình phải có mình tôn trọng khoảng thời gian của nhau. Đúng rồi. Được như là chứ không phải là kiểm soát thời gian của nhau. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của chàng trai ngồi ghế đỏ nha. Tình trường em sao nè? Dạ thì từ trước đến giờ thì em có một mối tình. Được bao lâu? Kéo dài bao lâu? Kéo dài được 2 năm chị. 2 năm. Chắc có khả năng là do công việc của em á thì em hay đi làm sáng tối, nhiều khi không có thời gian quan tâm. Tối này em có thể em dành thời gian cả ngày, cũng mà nhiều khi em có thể em cả tháng em đi, nhiều khi em đi xa em làm gì rồi cả tháng rồi, không lẽ trong cái tháng đó là có liên lạc, có thăm hỏi, gọi dạ, điện có, thường vẫn xuyên vẫn gọi điện cái kiểu thường xuyên đấy chị. Tình cảm nhạt dần hai đứa nó coi nhau là bạn. Mà có dạ. Có nói lời chia tay không hay là tự lạc rồi tự hiểu? Dạ tự hiểu chị. Giờ dạ. Tiêu chuẩn em muốn tìm người bạn gái hay sao nè? Hiền lành, đảm đang việc nhà nè. Em thì thích độc lập. Em muốn người phụ nữ hiện đại vâng. Ngon lành luôn á. Sao ngồi im vậy? Dạ. cô giáo dạy anh Văn. Dạ, tại vì nghe mọi người chia sẻ về mối tình của mọi người thì em có gì để chia sẻ hết. Có nhiều. Trời, con người tìm mẫn như thế này thì người vậy mà nó không có gì. Không có gì, một người mà tại vì đừng có giấu kín ở đây nữa. Dạ, tại vì đó giờ em chưa có một cái mối tình nào chính thức hết trơn à. Em crush người khác hoặc là người khác crush em, nhưng mà hai cái tần số nó không có bắt được nhau, cho nên là đó giờ chưa có match được người nào hết. Rồi như là ơi. Một cái người gần đây nhất em với bạn đó chưa có phát triển mối quan hệ yêu người yêu, nhưng mà quyết định là nhau, đúng dạ, không? Dừng lại, tại vì bạn đó làm nghề xăm. Em có ngại cái việc đó, bạn đó cũng nổi loạn, em cũng nổi loạn, mà hai đứa thì nó nổi loạn quá cho nên là đụng vào nhau, không có bên nào không bên nào nhường bên nào hết. Cho nên là cá tính mạnh quá. Dạ, cho nên là thôi quyết định là dừng lại. Làm bạn thì rất là vui nhưng mà làm người yêu thì không hợp. Mà hiện tại giờ còn làm bạn không? Dạ không, đã xác định là để quen trở thành người yêu mà không trở thành được, cho nên là cắt luôn. Dạ, tụi em quyết định là cắt luôn chứ không có dây dưa, không có muốn làm wow. Bạn. Mấy cái gian dưới bập mờ thôi. Bây giờ mẫu người thế nào nè? Dạ mọi người, đầu tiên là về ngoại hình đi nha. Dạ, ngoại hình đi. Dạ ngoại hình thì bạn đó em còn một bạn cao hơn em. Rồi. Tại vì em thấy em khá cao, em muốn trở thành một cô gái bé nhỏ. À, em cao mét mấy? Dạ em cao khoảng 1m6 mấy, gần 1m7 à. Trời ơi, dữ vậy. Mạnh dữ vậy. Rồi bên đây cao nhiêu em? Dạ em cao 1m7 vậy. 1m7, anh kia bao nhiêu? Dạ em 1m6. Cho nên là em cần một bạn to hơn em nhưng mà kiểu gầy gầy xương xương, có cơ bắp tí xíu à, với lại biết chăm chút cái ngoại hình của mình, để ý tí xíu chứ đừng có xòa giả xám được xong rồi hay đổ thừa là em bạn gái anh thì em phải chăm chút mấy cái đó cho anh. Dạ không, cái việc đó là phải mỗi người phải tự biết control nó của mình, có thể chủ động gọi là giao tiếp với mọi người, chủ động trong các mối quan hệ. Dạ, tại vì nhà em thì họ hàng bên nội ngoại rất là đông, cho nên là ai mà hiền hiền nhát nhát tới là khớp với nhà em liền. Anh Dung biết ngoại giao đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, phải biết rồi. Ngoại giao ạ. Bây giờ thì Tường thấy ở phía dưới là hôm nay trong cái tập phát sóng này có rất là nhiều quan viên hay họ đi theo ha. Rồi mời anh nha. Rồi, chào tên gì ạ? Chị Kịch, em tên Ngoan ạ. Anh của Dũng. Đi theo dạ. Anh ghế đỏ. Thì không biết là ý kiến của bạn như thế nào? Bạn nghĩ rằng là ai sẽ là phụ hai cô gái bên kia? Ai sẽ là cái người có thể sẽ hợp nhãn, sẽ phù hợp với bạn trai ngồi ở ghế đỏ? Thôi cả hai thôi. Luôn cũng được. Cả hai là luôn. Một hồi đi về không mình đó. Mình nói thử cuối cùng thích cả hai không luôn. Có chọn là một hồi đi về không đó. Hai bạn thì ngồi ghế đỏ cùng với nhau thì hãy xem là có cơ hội cho nhau. Rồi cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn được. Dạ chào chị Tường, chào anh Đạt. Tôi tên là Thái, là anh trai của Hồng Nhật. Đây dạ. Là bạn, đây là vợ, tức là dạ. Hôm nay hai vợ chồng đi anh và chị đồng viên cho em Nhật ạ. Dạ. Thì theo như tôi thấy thì việc mà gặp gỡ và tiến tới lâu dài thì đó là cả một cái quãng đường dài, cho nên là các bạn ngồi ở đây gặp nhau ở đây nó sẽ là một cái duyên, và nếu như mà để tiến xa hơn hay là muốn đi dài hơn thì trước mắt là hãy cho nhau một cơ hội, tức là hãy bấm chuông. Quan trọng là chỗ lúc mà gặp nhau thì hai bên sẽ tương tác và trao đổi thêm, tìm hiểu thêm. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh.
Em xin chào chương trình và chào mọi người. Em chào cô, chào chú. Con là người nhà của chị Vy thì con đến đây ủng hộ chị Vy để tìm một tình yêu cho chị. Con thấy hai anh thì anh nào cũng ok, con mong là chị chọn được một anh nào đó thật sự đích thực với chị cho cái tình yêu của chị thôi. Em cảm ơn. Rồi. Còn chần chờ gì nữa? Chần chờ gì nữa? Mở cửa trái tim. Trời ơi, ông mai bà mối mình chưa có nói gì hết là tràn qua luôn rồi. Vỗ tay đi quý vị ơi. Trời ơi, tôi lo đóng cửa mở cửa đây tràn qua luôn rồi. Tôi chưa kịp theo dõi cái gì luôn. Tặng quà lia lịa. Trời ơi. Rồi, tặng qua tặng lại, tặng tùm lum hết. Chưa kịp thấy gì luôn. Cái hộp màu xanh đó ai tặng em vậy? Dạ, của bạn ghế đỏ. Bạn ghế đỏ tặng em hả? Rồi, mình khui ra coi nào. Chai rượu. Wow. Cái gì vậy? Wow. Bông hồng quá. À, bông hồng sáp đúng không em? Cái này bự cất không có bị quên. Rồi hỏi coi rồi sao. Dạ vàng thì em cũng muốn tặng cho bạn nữ, phải mong bạn nữ là luôn luôn xinh đẹp và vui cười tươi như bó hoa hồng. Còn cái món kia? Dạ, món này là của bạn nam áo xanh. Rồi. À, bạn nam ghế xanh à. Cái móc khóa. Móc khóa. Hình gì vậy? Dạ hình con gấu che mặt. Wow. Dễ thương ha. Dạ. Rồi tới cô gái ghế xanh đi. Một cái kẹp tóc ạ. Một cái kẹp tóc và một con gấu che mặt. Có cái sự khác biệt nha. Có cái... có gửi gắm gì, ý nghĩa gì vô cái kẹp tóc đó không? Cái kẹp tóc này câu chuyện là chắc từ cái mùa cánh ly á chị. À. Lúc đó thì tóc em không được cắt. Bình thường mấy bạn nữ cũng tóc dài mà. Nên em cảm thấy là những bạn nữ á, họ chịu nhiều gọi là hy sinh. Nên em muốn tặng cái kẹp tóc cho bạn nữ để mà giúp cho bạn có mái tóc đẹp hơn. Đó, cho tóc tai đáng gạt ha. Mới có cái mái tóc thôi đó mà đã thấy phụ nữ khổ sở như thế nào. Có bầu đi rồi biết phụ nữ như thế nào nữa. Ông nha. Mà tôi nghi ổng mê cái kẹp á. Tự nhiên thời kia bị tóc dài, cái tự nhiên thấy phụ nữ mệt. Hay là ổng muốn cái kẹp, ổng kẹp vô thử rồi đó. Mát mẻ hay sao đó, ông mới tự nhiên mua cây kẹp á ha. Còn con gấu à, con gấu là muốn người ta làm gấu của mình hay sao? Dạ, con gấu thì em muốn là cái món quà nó ý nghĩa nó đi theo với bạn đó. Thì cái mắc khó là cái thứ là sẽ đi theo mình. Mấy cái gói gói gì tùm lum vậy? Cái đó là dạ, cái này kẹo. Là kẹo bánh em làm tặng cho mọi người luôn. Tặng cho bạn đó là còn mấy cái này là tặng cho MC với tặng mọi người ăn chung luôn. Giúp bây giờ nè, đây anh sẽ là người vận chuyển nha em. Bây giờ ba bịch này sẽ đi đâu nè? Dạ, em bé, bé. Em bé này. Dạ, dạ với mọi người, bạn áo đỏ. Ai nữa ạ? Dạ, tặng cho chị Tường. Với chị lại Tường. Bạn áo đỏ. Ơi, đó, cảm ơn em gái ai nha. Nữa? Dạ, bảo đỏ, còn chị Tường với anh là chung á anh. Ủa gì kỳ vậy? Không phải, vậy? Không phải, tại vì á, lúc em đem lên là em đem 6 bịch. Nhưng mà tại vì cái anh make up dễ thương quá, một bịch. Rồi cái bé mà giới thiệu em tới đây cũng dễ thương quá. Không cần bịch. Giải thích, anh hiểu mà. Dạ, thôi dạ, được rồi, thôi được rồi. Tôi cũng hiểu rồi. Anh chỉ là người vận chuyển thôi, anh biết mà. Khi mà anh cầm lên là anh biết số phận anh là người vận chuyển thôi. Rồi. À, còn rồi, một món quà nữa kìa. Còn một món quà này thấy cũng rất là đặc biệt của chàng trai ghế đỏ ha. Đó là gì em? Ồ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Caravan chị. Caravan. Hỏi cô ấy coi có ý nghĩa gì. Dạ, thì tại vì em thích mẫu và người đàn ông lịch lãm. Thích lịch lãm. Cách họ thắt cà vạt và mặc đồ vest mặc áo sơ mi. Cho nên là em quyết định em. Nhưng mà biết thắt cà vạt không? Một cái dạ, em chưa. Chết rồi, còn ảnh không biết thắt cà vạt. Em biết thắt không? Dạ, để em giúp cho. Trời qua làm liền luôn đi. Thắt giùm cho. Chưa chắc chàng trai nào cũng biết thắt cà vạt nha quý vị. Thiệt. Đó. Em rồi, chỉ hỗ trợ thôi. Em chỉ làm mẫu một lần thôi nha. Một lần thôi nha anh ơi, nhớ nha anh ơi. Anh nhớ nha anh. Không, nhiều khi là anh hay quên thì em phải làm mẫu 2-3 lần thì anh nhớ được chứ. Đó. Ông không thèm nhìn luôn, ông đứng ông hưởng thụ luôn rồi. Bất chấp. Đó, đẹp trai quá chừng. Mình đeo luôn chứ. Hay quá. Đẹp chưa nào? Dạ rồi, giả coi coi. Wow. Rồi, ngon lành. Cảm nghĩ của em như thế nào khi lần đầu tiên thấy hai cô gái? Gái này thực sự là rất xinh đẹp. Em cũng mong bạn áo ghế đỏ thì cũng mong cho em cơ hội. Rồi, còn chàng trai ghế xanh, cảm xúc của em như thế nào khi mà thấy hai cô gái? Dạ, em thấy hai bạn nữ rất là dễ thương. Cái sở thích mà rất là
là hợp với cái mong muốn của em luôn. Ví dụ cái gì, cái nào như bạn nữ ghế đỏ thì thích là sửa điện nước nè. Em cũng biết sửa điện nước và biết nấu ăn. Bạn bên này thì bạn ghế xanh thì biết làm bánh, em thấy là rất hay. Là nói chung là bây giờ cánh cửa trái tim mở ra là thấy trong người là có chút xao xuyến phải không? Dạ có. Có rung động phải không? Dạ. Rồi có nghiêng về phía ai trong lòng mình đã biết chưa, hay là đang còn lan man? Dạ có rồi chị. Có rồi luôn hả? Có rồi luôn hả? Rồi còn hai cô gái mình thì sao nè? Em chưa biết nữa, giây phút quyết định đó mới biết được ạ. Tại vì có những cái quyết định mà nó bộc phát ngay nhất thời. Dạ. Còn em gái cái xanh? Nhất. Dạ, cảm giác của em thì tại lúc đầu á, mà khi bạn ghế xanh giới thiệu á, là bạn đó trùng tên với một cái bạn mà đang học cao đẳng với em, tức là cái giọng nói cũng rất là giống, nên là em nghĩ là có khi nào là bạn đó. Dạ, em chỉ nghĩ vậy thôi. Như là mở... có một cái sự quen thuộc gì đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc mở cửa ra thì không phải, nhưng mà cũng thấy cảm thấy hai bạn trai cũng rất là dễ thương. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện một chút xíu, làm cách nào để mà yêu xa mình vẫn có thể giữ được cái tình cảm mình nó lâu bền. Bây giờ hai bạn nữ sẽ chia sẻ trước nha. Em dạ, quan điểm như thế nào về việc yêu xa? Dạ, đối với em thì xa hay gần nó chỉ là khoảng cách thôi. Với lại em cũng chưa có cái kinh nghiệm yêu xa, cho nên em không có biết là yêu xa nó khó hay là nó dễ. Nhưng mà theo em thì nếu như mà đã yêu rồi thì cứ yêu thôi. Còn nếu xa mà có cái gì đó thay đổi về tình yêu thì do cái bản thân người đó thôi, chứ không nhất thiết là phải do khoảng cách. Tại vì có thể là xung quanh người đó sẽ xuất hiện những cái người khác mà họ cảm thấy phù hợp hơn. Rồi, cảm ơn em. Đó là cũng một suy nghĩ rất là hiện đại ha. Đối với em, vấn đề yêu xa mà với khoảng cách là Bình Dương hay Đồng Nai thì đối với em cũng không phải là xa. Như em nói lúc đầu á, là em cần một cái người bạn trai là kiểu như là tôn trọng khoảng thời gian của nhau. Dạ, còn cái vấn đề mà ghen á, thì mình chỉ cần yêu thương nhau thôi là mình sau đó mình sẽ mọi chuyện sẽ đều được giải quyết hết á. Một tuần gặp một lần cũng được, như thế nào cũng được, miễn sao là mình sắp xếp, mình không gặp nhau thì mình cũng có thể nhắn tin, mình trao đổi hàng ngày. Rồi, còn chàng trai ghế xanh. Về vấn đề yêu xa thì em nghĩ là phải tạo niềm tin cho đối phương, biết là mình vẫn còn đang yêu đối phương. Hiện tại thì mối tình của em bị chia xa là bởi vì em cảm nhận là mình không có cảm giác, mình lo sợ chị. Hiện tại người mình yêu có còn đang thật lòng với mình không, hay là đang lừa dối mình? Đó là sự nghi ngờ. Dạ. Thế giờ mình làm sao? Thì em nghĩ thì chắc phải gặp thường xuyên đi. Phải gặp thường xuyên. Yeah. Với sức khỏe, với tình hình, với công việc, với mọi thứ của em, kinh tế rồi ha. Thì bao lâu thì mình có thể gặp bạn gái mình được một lần, nếu như cô ấy ở cách xa mình khoảng tầm 1.5 tiếng đường Honda chạy? Cái đó chắc là nếu mà em có thời gian thì hàng ngày luôn chị. Em nói 1 tháng gặp nhau cũng được, thì chị nói thẳng với em là khó lắm. Tình yêu là phải ở sát bên cạnh nhau. Bạn này là trải nghiệm rồi, bạn ấy biết ấy. 1 tháng gặp nhau một lần, 1 tháng biết bao nhiêu cái sự cố nó xảy ra xung quanh mình. Dù cho mình có yêu người yêu mình cỡ nào, có tốt cỡ nào đi chăng nữa, 1 tháng biết bao nhiêu là cái sự va chạm trong cuộc sống nó diễn đủ ra. Đủ thứ chuyện trên đời. Đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Cần phải có người tâm sự. Mỏi rồi đó em. Cho nên, nhưng mà thôi, em cứ giữ cái lý tưởng tình yêu đó đi, nó đẹp mà. Biết đâu em sẽ gặp đúng một người cũng giống như em vậy, chỉ cần chúng ta hít không khí để yêu nhau là được rồi. Còn chị là thua rồi đó, chị là phải gặp yêu nhau bằng niềm tin thường xuyên, chứ không có niềm tin gì ở đây á. Yêu bằng niềm cuộc tin. Đời này chị hết niềm tin với ai rồi, nhìn thấy trước mắt đó mà còn không tin nó là của mình nữa. Rồi em, tư tưởng dạ, em sao? Em thì cũng có kinh nghiệm nè. Em kiểu rút kinh nghiệm từ mối tình trước rồi. Giờ là nếu mà tiến tới được thì em sẽ sắp xếp được thời gian công việc của em, thì em sẽ thường xuyên chạy ghé thăm bạn nữ nhiều hơn. Và nếu mà bạn nữ dành được thời gian ra, ngày nào em cũng có thời gian. Hai chàng trai chúng tôi rất là dữ dội và mạnh liệt. Nhiệt quyết. Rất nhiệt huyết trong tình yêu nha. Ưu tiên cho hai chàng trai ngày hôm nay, mỗi bạn sẽ được lần lượt qua bên kia xin phép và nắm tay bạn nữ 30 giây. Rồi chúng ta sẽ Thủ thỉ tâm sự 30 giây thôi nha. Quyết đoán nhanh gọn lẹ. Rồi mời bạn trai áo xanh trước đi. Thần nó ôm yêu. Anh xin phép đứng dậy luôn nè. Đứng dậy cho nó đẹp rồi. Hay hai chúng mình nhắm mắt lại đi, cảm nhận. Em có thể mở mắt được rồi. Dạ. Gặp lần gặp này là nói chung là mình gặp nhau cũng có duyên rồi, định mệnh. Nói chung là anh rất vui vì em đã tham gia chương trình này. Mong là em có cảm xúc gì đó với anh để mà bấm nút với anh. Anh có ngại bạn gái mà cao hơn anh không? Cái đó anh không ngại. Anh có ngại mang giày độ không? Không luôn. Anh chỉ ngại là bạn gái của anh ngại anh thôi.
chứ anh không ngại những vấn đề đó. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình này, đã cho hai bạn nam mình có cơ hội để mà có thể tìm kiếm hạnh phúc cho mình ở tương lai. Dạ. Mình cảm ơn bạn một lần nữa. Thực sự nay đến chương trình gặp em là anh rất vui. Anh mong em vẫn vui. Dạ, ok anh. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào bạn. Dạ, rồi. Bạn bảo thôi. Khi đến chương trình thì thực sự mình rất vui. Gặp bạn cũng tuổi mình. Nói chung bạn thì là người mình mong muốn. Dạ, cảm ơn. Hai chàng trai của tôi ngày hôm nay ha, một chàng trai nhỏ nhắn nhỏ nhưng mà có vỏ ha, công việc ổn định, tài sản có, một chàng trai tôi máy xúc luôn luôn mang theo bên mình ha, có vỏ khỏe khoắn ha, có vỏ hả? Phải có vỏ hả? Dạ không chị ạ. Vỏ có gì? Vỏ là có vỏ là có vỏ, có nghĩa là đây nè, tôi nói nhỏ mà có vỏ là bên đó hả? Là bên đây. Em có học vỏ hả? Dạ em người Bình Định nên. Ủa, là tôi nói giỡn thiệt hả? Ý tôi nói có vỏ đây là có tài sản. Ồ vậy hả? Mà có vỏ thiệt luôn hả? Tài sản em cũng có mà vỏ cũng có luôn. Ghê vậy hả? Trời, mấy bạn có đợi thêm một phút cho biểu diễn chút võ thuật không mấy bạn? Wow, mời em. Đúng rồi, nãy giới thiệu Bình Định mà tôi quên. Nhưng mà cái võ thuật của em là cần có một người hỗ trợ. Thôi đây Mai hỗ trợ nổi đâu nè. Mai hỗ trợ. Trời. Đây à, là ra hỗ trợ đi, máy xúc với máy Bình Định hỗ trợ bạn đi cho mình trời chơi. Trời ơi. Đó. Cần cái vậy? Ừ. Ổn không à? Ổn không à? Em không biết nữa mà đừng đánh em đánh đâu. Hiện tại võ đây là mình là võ tự vệ thôi anh. Chiếu chậm thôi đúng không? Dạ, chiếu chậm. Chiếu chậm thôi đúng không? Slow motion anh. Em đi vô đi để anh đứng đây anh chiếu chậm được. Rồi một hồi có gì đừng có đổ thừa nha. Có chuyện gì á? Anh sẽ tấn công cái em đúng không? Dữ vậy? Từ từ bây giờ để em thủ cái đã. Em còn thủ đúng không? Nếu mà tự nhiên thì đúng là không có thủ. Không thủ thế thì có thể anh tấn công em trước cũng được. Anh tấn công đúng không? Dạ, nhưng mà anh cẩn thận nha. Rồi, chiếu chậm nha chú. Nè, tấn công nè. Qua. Vô đây ha, nhanh quá. Nguy hiểm ha. Dạ bình thường nó phải nhanh hơn nữa anh. Rồi nhanh. Wow, là ăn một cái chỏ coi gì nữa nè. Anh báo vào cái bài này. Đứng lại. Đứng lại đó. Không, anh dùng cái tay bên kia nè. À phải đúng tay này hả? Ok, cái này. Đứng lại đó. Wow, chẹo tay á, chẹo tay. Đó cái tay kia là gấp vô gấp mà ấy. Ồ, anh chị già rất là buồn. Ờ đúng rồi, buồn lắm. Làm vậy là chơi hết hồn đi ngoài đường mà thằng nào quýnh mình phải nói mày quýnh tay kia cho tao nha. Ờ, hết hồn. Ví dụ tay này thì sao? Không được. Đó là với anh thì cẩn thận chứ không có người khác đó. Là tay nào em cũng sửa được. Đúng rồi. Tại đây mình biểu diễn chiêu thì mình phải làm cái. Mình phải chiếu chậm thôi để cho người ta học chứ bây giờ làm nhanh quá. Thôi được rồi, về đi, giữ tài sản quốc gia để còn làm mai những cặp khác nữa ha. Rồi. Và bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt ra trước, tay đặt lên những nút bấm. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Rồi có nghiêng về phía ai trong lòng mình đã biết chưa hay là đang còn lan man? Dạ có rồi chị. Có rồi luôn hả? Rồi còn hai cô gái mình thì sao nè? Em chưa biết nữa, giây phút quyết định đó mới biết được ạ. Tại vì có những cái quyết định mà nó bộc phát ngay nhất thời. Dạ. Giờ tiêu chuẩn em muốn tìm người bạn gái hay sao nè? Hiền lành, đảm đang việc nhà nè. Em thì thích độc lập. Ngoại hình ưa nhìn chút là được rồi. Cũng phải để ý chăm sóc bản thân một chút chứ đừng có để mình phải bị béo quá. Một. Và bấm à. Hết thời gian. Và chúng ta được một cặp. Chéo. Mời chàng trai ngồi ở ghế màu xanh cùng cô gái ngồi ở ghế màu đỏ. Chúng ta tiến ra phía trước. Wow. Đây chúng ta có một cặp chéo nha quý vị. À.
Hồi nãy chị nói em sao? Chưa? Cái nhãn nó khó nói lắm, thấy chưa? Và cho quý vị thấy rằng cao thấp không quan trọng, quan trọng hơn nhau là cảm xúc, quan trọng hơn nhau là cao của cái đầu, chứ không phải là cái chiều cao ở ngoài mình có thể nhìn thấy được ha. Bây giờ em chọn anh này là vì cái gì? Một điều duy nhất em chọn, em đương nhiên là nhiều điều, nhưng mà cái điều mà nổi trội nhất mà em thích ở cái anh này là cái gì? Dạ tại vì hồi nãy em hỏi anh là anh chịu mang giày độn không, anh chịu cho nên. Ồ vậy thôi đó hả? Anh có ngại mang giày độn không? Không luôn. Anh chỉ ngại là bạn gái của anh ngại anh thôi, chứ anh không ngại những vấn đề đó. Ủa trời đất ơi. Còn em chọn cô gái ấy vì điều nào, vì điều gì? Em chọn bạn vì nhiều vấn đề, nhiều lắm chị. Từ tính cách rồi những cái chia sẻ về cái quan điểm về tình yêu của bạn. Em thấy là rất là hợp với em. Ok, chúc cho hai bạn hôm nay có một cái sự lựa chọn thật là đúng đắn. Và đã chọn nhau rồi thì hãy cố gắng nha. Bởi vì cô ấy chưa chắc đâu nha em, cô ấy vẫn có thể thay đổi nha em nha. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho bạn nha. Đây, rồi, tặng, gửi tặng cho em. Đây, tặng cho em. Chương trình cũng dành tặng cho hai bạn là một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà Mối là duyên dáng nha. Kính thưa quý vị, và chúng ta hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội đang gặp gỡ và chào đón các bạn. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.